Ủa mà em năm nay nhiêu tuổi rồi? 23. Quá chạc phải không anh? Dạ. Mình chạy nha. Dạ. Có công an không ta? Quá chặt là hình như cầu Nguyễn Văn Cừ đúng không em? Dạ. Cầu chữ Y cũng được, giờ em coi đi cầu chữ Y cũng em được. Muốn anh đi đường nào, anh đi đường đó hả? Dạ, anh muốn đó. Chủ yếu em cảm giác an toàn là được rồi. Với lại giờ này anh nghe cô việc này bị phốt nhiều lắm cho nên là anh cảm giác an toàn. Dạ. Được. Nói chung đi cầu nào cũng tới, nhưng mà đi cầu Nguyễn cầu chữ Y này gần hơn nè. Qua cầu cái dư quẹo vô chợ cái đó. Vậy có gì em chỉ đường anh? Dạ. Ủa mà hình như là em quê miền Tây đúng không? Nghe cái giọng em. Em ở Vĩnh Long. Ủa Vĩnh Long nữa hả? Dạ, anh Vĩnh Long hả? Đâu có đâu. Đúng rồi, Vĩnh Long. Tại vì anh thích gái mà Vĩnh Long á. Tại vì thường mà anh chạy công việc á, anh chở nhiều bạn Vĩnh Long rất là dễ thương luôn. Rất là vui nữa. Ủa rồi em lên đây làm lâu chưa? Cũng lâu rồi, 7-8 tháng à. Cái cơ duyên nào mà em lên Sài Gòn này vậy? Gió đẩy em lên đây. Rồi em lên đây là em sinh sống một mình hay là em ở với bạn bè? Ở với chị, đi làm chung rồi quen rồi ở chung rồi đi làm. Đúng rồi, Sài Gòn này mình phải ở như vậy chứ nó đỡ tốt. Thì đúng rồi. Vậy là cái lúc mà em lên Sài Gòn này là em chưa có xin được việc làm. Là lúc em cũng lên năm em ở bên Thủ Đức kìa, em buôn bán xong rồi cái có bạn đây nè, rồi chỉ đi làm rồi dẫn đi làm, thấy đi làm ngon hơn là buôn bán làm. Đi làm nó khỏe mà, đó em buôn bán là buôn bán cho người ta đúng không? Như chị em trong nhà buôn bán bình thường á, tập quá rồi giữ con cho bả hả? À, tức là giống như bảo mẫu vậy hả? Dạ đúng rồi. Thấy già quá, thấy một năm mà mình tàn tạ quá thôi, đi ra ngoài. Không em phải em, mà em nếu mà em giữ em bé em thấy cực không? Bù đầu. Ai cũng tưởng ra là con thôi. Không mà cái chút trải nghiệm cũng được. Mà em có gia đình con cái gì chưa? Chưa, em nói với bạn thôi. À, như vậy trải nghiệm cũng được, dù gì cũng có cái quy trình như vậy. Ủa mà giờ em làm ở đó là em thấy nó ổn hơn là ngày xưa em làm bán tạp hóa nhiều rồi. Làm nào? Là em làm nhà hàng này nè. Ổn hơn thì đi làm thì nó có tiền ra tiền vô đỡ hơn chứ mà được. Giờ anh làm thẳng luôn phải không em? Dạ, để thẳng luôn tới chợ Gạch Đông về vô hàng. Ok. Ủa mà em Vĩnh Long là em ở phút nào lận? Long Hồ á. Long Hồ hả? Ờ, Quyền, ở Long Quyền. Anh cũng không biết Vĩnh Long cho mấy. Mà anh thích đi gì miền Tây chơi lắm. Dạ, anh ở đâu? Anh ở Bình Dương á. Ờ, nhà anh ấy Bình Dương hả? Đúng rồi, nhà anh Bình Dương, nhà của anh xuống đây anh cũng làm thuê thôi. Dạ. Ở đây thì nó dễ làm hơn, ở đâu? Dân nó đông. Với lại xuống đây thì nó cũng bon chen xíu nhưng mà nó vui. Đúng rồi. Bây giờ anh đưa anh về nhà anh sống đâu có được đâu. Ờ, vui. Nó tới cái xe nước mía đó về chưa? Xe nước mía này đúng không? Ờ, tới đó, rồi. Ủa mà em năm nay nhiêu tuổi rồi? 23. Ờ, còn trẻ quá chứ. Nhìn em già lắm hả? Đâu có đâu, nhìn em xinh quá chứ. Với lại anh nhìn đâu có gõ đâu, đâu dám nhìn thẳng đâu. Nhiều khi em nãy sao nãy con trai nhìn thẳng vô mặt gái cũng kỳ, anh nhìn nó mé ai vậy đó, rồi đó quẹo phải, anh nhìn nó mé anh đủ thấy xinh là được rồi.
Sai ha, là không nhìn kỹ. Rồi tới đó quẹo là tới. Quẹo trái là tới. Ủa nhìn kỹ em. Ê tầm bậy rồi. Lên. Thấy chưa anh bị lên. Rồi tới quẹo qua cái là tới. Thấy luôn đúng không? Thấy luôn. Ừ, đúng rồi. Rồi. Cảm ơn em nha. Chúc em buổi tối vui vẻ nha. À, anh lẩu nữa nè. Dạ anh em đã đến với kênh Angle Vlog của mình. Nói chung là mình mới vừa một vị khách mà vị khách này quê Vĩnh Long, cũng Long Hồ luôn. Là nếu mà anh em hay mà có theo dõi những clip của mình làm thì làm về một cũng một bé Vĩnh Long luôn, cũng ở Long Hồ luôn. Còn bạn này thì cũng xinh luôn. Nói chung thì rất là xinh. Tại vì làm bạn này thì bạn này làm quán karaoke mà. Thường con gái làm quán karaoke thì đều rất là xinh. Mà nói chuyện thì cũng rất là ngọt luôn. Với lại anh em mình làm biết này anh em. Cuốn xe mình bị ới, anh em luôn việc mình bị ới á, cho nên cuốn xe thì ít đi. Cuốn xe ít đi thì cái mà tỷ lệ phần trăm mà gặp được những bạn gái dễ thương thì nó sẽ bị hạn chế đi. Đó cho nên cái quá trình làm biếp thì của mình thì nó sẽ không có được như trước nữa. Tại vì mình ít khách mà, cho nên mình muốn kiếm một vị khách nào đó dễ thương để quay clip cho anh em xem thì cái vấn đề này nó cũng nó hơi khó một chút xíu thôi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Nói chung thì mình làm clip này nè, mục đích của mình là đem niềm vui lại cho anh em, với lại thỏa mãn cái đam mê của mình. Thì nói chung như thế này nè anh em, thì có một số anh em vào xem video của mình rồi họ cảm thấy không được vui, thì đôi khi thì mình đọc mình cũng buồn. Nhưng mà đó mình nghĩ cái đó là lỗi cho mình, tại vì mình làm clip nội dung không được hay, clip không chất lượng, hoặc là một vấn đề nào đó mà làm cho các bạn đó cảm thấy không vui, các bạn nó không thích, thì đó là lỗi của mình, cho nên mình sẽ cố gắng khắc phục những vấn đề đó hơn. Và mình muốn mấy anh em khi xem clip của mình thì hãy góp ý cho mình để mình hoàn thiện bản thân mình hơn. Và lỡ mà có làm gì đó mấy anh em không hài lòng thì anh em cứ việc mà góp ý cho mình bằng cách comment ở dưới mỗi video mình ra. Tại vì mình rảnh rỗi là mình thường đọc những cái comment của anh em. Với lại những cái comment đó nó giúp cho mình rất là nhiều luôn. Phải nói là giúp mình rất là nhiều. Cho nên mình rất là trân trọng cái điều đó. Và qua đây thì mình cũng cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ cho mình, đã theo dõi những clip của mình ra. Và cũng nhiều anh em đã góp ý cho mình rất là chân thành. Thôi bây giờ mình cắt clip ở đây nha. Anh em nhớ xem clip và để lại cho mình một like với một subscribe để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì chúc anh em buổi tối vui vẻ nha. Anh em nhớ nha, đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những clip mới nhất của mình. Còn bây giờ thì bye bye.